kính chào bà con đang xem đài phát thanh truyền hình Hậu Giang. Khung giờ quen thuộc của bản tin kinh tế nông nghiệp hôm nay tiếp tục thông tin thị trường nông nghiệp trong ngày, tình hình sản xuất và hội nhập của ngành nông nghiệp nước ta. Những thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin hôm nay. Nhà vườn trồng nhãn Nghi Đo lời 70 đến 80 triệu đồng một công. Hoa tươi và rau xanh Đà Lạt tăng giá mạnh, hiếm hàng sau bão số 12. Cần Thơ xây dựng cánh đồng lúa sạch 10.000 ha. 200.000 đô la Mỹ hỗ trợ khởi nghiệp nông nghiệp. Mời bà con tham quan vườn rau đặc biệt, trồng rau khí canh trên cột nhựa. Thưa bà con, hiện nay nhãn Y Đo đang phát triển mạnh tại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Bà con chuyển sang trồng nhãn này nhiều vì lợi nhuận thu về cao hơn những giống nhãn khác. Và điều quan trọng là nhãn Y Đo kháng được bệnh chổi rồng, một loại bệnh chưa có thuốc đặc trị, lại thêm có nhiều cơ hội để mà xuất ngoại. Dân chính vì những lợi ích đó mà bà con nhà vườn không ngừng tăng diện tích nhãn Y Đo. Ở Hậu Giang thì giống nhãn Y Đo đã bén rễ được khoảng 4-5 năm với khoảng 100 hecta. Thời điểm này đang vào vụ thu hoạch với năng suất và chất lượng khá cao, mang lại sự phấn khởi cho bà con nhà vườn. Năm nay mỗi công nhãn Y Đo cho thu hoạch được chừng 3-4 tấn, tăng khoảng 1 tấn so với năm trước. Với kinh nghiệm trồng khoảng 3 năm, bà con có thể chủ động xử lý ra qua, chăm sóc trái, nên tỷ lệ đậu trái cao và năng suất vượt trội. Ngay từ đầu vụ, nhiều thương lái đã đến tận vườn đặt cọc với giá từ 30-33.000 đồng một ký. Ổn định về giá cả lẫn năng suất, trừ hết chi phí, bà con còn lãi khoảng 70-80 triệu đồng một công. Bên cạnh lợi thế kháng bệnh chổi rồng đến 99%, giống nhãn này còn đặc biệt sai trái, màu sắc bắt mắt. Nhiều nhà vườn tại Hậu Giang đang có ý tưởng sẽ phát triển vườn nhãn Y Đo theo mô hình du lịch sinh thái. Cứ vào những cái ngày lễ hội thì qua sẽ bán rất là chạy và các nhà vườn cũng kiếm tiền kha khá nhờ vào những cái dịp này. Và ngày mới hôm qua là cái ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, nhu cầu mua qua tặng thầy cô thì tăng lên. Mà Tuấn Anh có tin được hay không là xứ sở qua Đà Lạt lại khang qua để bán? Nhưng điều này tôi nghĩ là cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì Đà Lạt, Lâm Đồng cũng vừa bị bão số 12 càn quét qua, làm cho nhiều vườn hoa và rau màu của bà con hư hại ít nhiều. Vì vậy mà sản lượng sẽ không còn nhiều như là những năm trước, kéo theo giá cũng tăng cao. Và những bông hoa hồng như thế này thì lúc trước có giá khoảng 2.500 một bông, bây giờ đã tăng lên 4-5.000 một bông. Chúng tôi tổng hợp nhanh thị trường này cũng như là tình hình sản xuất của nhà vườn trồng hoa Đà Lạt gửi đến bà con ngay sau đây. Chủ một vườn hoa ở Đà Lạt cho biết, nhiều chủ vườn hoa không đủ hoa cung cấp cho các dựa gọi điện đặt hàng. So với vài ngày trước đây, giá hoa tăng từ 30 đến 100% tùy loại. Giá hoa thời điểm hiện tại cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, hoa hồng từ 2.000 đến 2.500 đồng một cành, tăng lên từ 4.000 đến 5.000 đồng một cành. Hoa đồng tiền từ 1.000 đồng, nhảy giọt lên 2.300 đồng một bông. Hoa cẩm chướng từ 900 đến 1.000 đồng, tăng lên 1.500 đến 1.700 đồng một cành. Hoa Salem tăng từ 30.000 đồng mỗi ký lên 45.000 đồng một ký. Ngày nhà giáo, ít người sử dụng hoa cúc, nhưng năm nay hoa cúc cũng tăng lên 2.900 đồng đến 3.000 đồng một cây. Giá có cao nhưng do ngày đặc biệt, tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo của mình nên nhiều nhóm sinh viên học sinh trên địa bàn thành phố Đà Lạt đến các vườn qua mua kết thành bó hoặc là chân thành những giỏ xinh xắn để tặng thầy cô hoặc là bán lại, đều không có hàng hoặc chỉ mua được qua loại 2, loại 3. Sau khi bão số 12 đi qua, giá các loại qua đã bắt đầu tăng cho đến giờ. Do nhiều vùng trồng qua ở khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ cũng chịu thiệt hại nên lượng qua cung cấp ra thị trường bị sụt giảm. Tương tự hoa thì nhiều diện tích rau màu tại Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng cũng chịu thiệt hại sau bão, khiến giá rau đã tăng khoảng từ 30 đến 40% cho tới nay. Dân dàm nha, dù rau màu là loại ngắn ngày rất là dễ phục hồi nhưng mà đối với các vườn rau công nghệ cao thì gần như là thua lỗ nặng, khó phục hồi như các loại rau trồng truyền thống ở ngoài trời. Rất có thể Tết năm nay thì các chợ lẻ sản lượng rau Đà Lạt sẽ rất là hiếm. Nhiều thương lái chuyên thu mua nông sản Đà Lạt cung cấp cho các thị trường trong nước cho biết, dù giá rau củ tăng mạnh, nhưng thời điểm hiện tại một số mặt hàng không đủ cung cấp ra thị trường do nhiều diện tích rau chuẩn bị thu hoạch thì bị cơn bão số 12 tàn phá. Theo thống kê của tỉnh Lâm Đồng, địa phương có khoảng 400 hecta cây trồng bị thiệt hại trong đợt thiên tai vừa qua, trong đó có khoảng 100 hecta rau qua các loại. Ngoài diện tích rau ngoài trời, nhiều loại rau trồng trong nhà kính cũng chịu thiệt hại nặng nề do gió quật đổ và nước lũ tràn qua. Cụ thể, giá rau xà lách các loại từ 25.000 đồng tăng lên 40.000 đồng một ký. Riêng xà lách mỡ có giá 45.000 đồng một ký.
Rau bó xôi tăng từ 22.000 đồng một ký lên 40.000 đồng một ký. Bí ngò xanh tăng từ 4.000 đồng một ký lên 15.000 đồng một ký. Bắp cải tăng từ 10.000 đồng lên 25.000 đồng. Súp lơ xanh 40.000 đồng một ký tăng 10.000 đồng một ký. Các loại hành lá, rau mùi, cà chua cũng tăng cao. Thưa bà con nông dân, các loại rau củ quả không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày, đặc biệt là Tết thì nhu cầu rau củ tăng cao. Vì vậy, hiện nay nhiều bà con nông dân trong tỉnh Hậu Giang đang tích cực dọn đất, xuống giống rau màu ngắn ngày và cả dài ngày để bán Tết. Các loại rau củ quả như thế này, sau vài tháng trồng chăm sóc sẽ đưa ra thị trường đến với người tiêu dùng. Đến thời điểm hiện tại, diện tích trồng rau màu của tỉnh là hơn 300 hectare, tăng hơn 60 hectare so với năm ngoái. Các loại rau màu được bà con trồng chủ yếu là giống có thời gian tăng trưởng từ 1 tháng rưỡi đến hơn 2 tháng như bắp cải, đậu bắp, cải làm dưa. Ngoài ra có gần 70 hectare đất lúa kém hiệu quả được bà con chuyển sang trồng màu thời vụ, góp phần cải thiện độ màu mỡ cho đất và tăng hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất sản xuất. Diện tích rau màu được xuống giống tập trung chủ yếu ở các huyện Long Mỹ và Vị Thủy. Riêng diện tích rau màu còn lưu gốc khoảng 100 hectare cũng được bà con tích cực chăm sóc để đưa ra thị trường Tết. Nếu ở Hậu Giang mở rộng diện tích lúa sản xuất theo cánh đồng lớn thêm 11.000 hectare, thì thành phố Cần Thơ mở rộng sản xuất cánh đồng lớn làm lúa sạch 10.000 hectare trong tổng số khoảng 19.000 hectare làm cánh đồng lớn của tỉnh hiện nay. Theo kế hoạch, cánh đồng lúa sạch này được thực hiện từ vụ đông xuân 2017-2018 tại các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt. Có 5.317 hộ tham gia sản xuất cùng 7 doanh nghiệp tham gia liên kết. Thành phố đang xây dựng để ban hành quy trình sản xuất lúa sạch đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, ban hành các tiêu chí về lúa sạch làm cơ sở công nhận chuỗi. Mục tiêu là nâng cao trình độ sản xuất của người nông dân trồng lúa theo kỹ thuật tiên tiến, quy trình kỹ thuật 3 giảm 3 tăng và 1 phải 5 giảm, đảm bảo tăng lợi nhuận cho người sản xuất, xây dựng quy trình sản xuất lúa sạch về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đúng chuẩn. Hàng năm, diện tích trồng lúa của toàn thành phố đạt trên 240.000 ha với sản lượng khoảng 1.400.000 tấn. Thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn từ năm 2011 với 400 hectare. Năm 2017, diện tích đã đạt bình quân trên 19.000 hectare một vụ, tăng hơn 48 lần. Tháng 5 vừa qua, thành phố Cần Thơ đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu gạo Cần Thơ. Đây là cơ hội giúp nông dân và doanh nghiệp gắn kết với nhau, xây dựng thương hiệu địa phương và góp phần xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thưa bà con nông dân, đáng mừng khi Hậu Giang là một trong 8 tỉnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn thực hiện thí điểm dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững, gọi tắt là VNSAT, từ năm 2016 đến nay. Tham gia mô hình này thì nông dân được tập huấn kiến thức canh tác lúa tiên tiến nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường như mô hình 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, từ đó thì tạo ra nguồn lúa chất lượng để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp xuất khẩu. VNSAT đáp ứng nhu cầu trong chuỗi liên kết lúa gạo bền vững là tựa đề trên báo Hậu Giang nói về tầm quan trọng của dự án này. Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang cho biết, gần 2 năm triển khai dự án, nông dân đã quen dần với việc sản xuất lúa theo hướng chất lượng và đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp không chỉ về chất lượng lúa mà còn về số lượng để hướng đến những bản hợp đồng lớn cho doanh nghiệp. Qua đây tạo đầu ra ổn định và nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo mối liên kết bền vững trong chuỗi liên kết lúa gạo. Ngày càng có nhiều cơ hội cho nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Việc hợp tác nông nghiệp giữa Ấn Độ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng là thông tin vui. Đó là chủ đề hội thảo sẽ diễn ra tại Tiền Giang vào ngày 28 tháng 11 tới, nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác giữa Tiền Giang nói riêng và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung với các đối tác Ấn Độ trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và Việt Nam nói chung nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đang trở thành trung tâm của quyền lực toàn cầu. Ấn Độ là một quốc gia Nam Á, nằm liền kề, quy mô dân số đứng thứ hai thế giới, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực và thế giới. Nông nghiệp nước ta đang có nhiều triển vọng hợp tác song phương với Mỹ. Mới đây, phái đoàn gồm có 39 thành viên từ bang Idaho của Mỹ với 14 doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt, bò sữa, bơ sữa, khoai tây đã đến làm việc với nước ta. Trong 2 năm gần đây, các công ty bơ sữa nông trại của Việt Nam đã nhập khẩu hơn 8.000 con bò sữa từ Mỹ, trong đó có bang Idaho. Đại diện bang cho biết mong muốn có nhiều doanh nghiệp nước ta qua bang đầu tư dự án. Trung bình dự án khoảng 500.000 USD tạo việc làm cho 10 lao động thì sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi.
Bà con sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu, làm việc cũng như là thâm nhập sâu hơn vào nền nông nghiệp hiện đại, từ đó hội nhập nhanh hơn với các nước. Bởi vì chương trình Thách thức công nghệ nông nghiệp vùng Mekong, gọi tắt là MAT, vừa phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng phát triển nông nghiệp bền vững. MAT là một phần của chương trình Thách thức sáng tạo do sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong MBI thực hiện. MAT gồm hai chương trình là chương trình tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp dành cho các start-up trong nông nghiệp tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Chương trình tăng tốc tiếp cận thị trường dành cho các doanh nghiệp công nghệ, nông nghiệp trên toàn thế giới mong muốn mở rộng thị trường sang 4 nước vừa nêu. Cuộc thi nhận hồ sơ tham dự tại địa chỉ www.mat.mekongbiz.org. Đến hết tháng 12 năm 2017, MAT sẽ trao giải thưởng cho những doanh nghiệp tham gia vòng chung kết và những doanh nghiệp xuất sắc của hai chương trình hỗ trợ tăng tốc với tổng trị giá lên đến 200.000 đô la Mỹ bằng hình thức hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp dịch vụ cần thiết. Các doanh nghiệp thắng cuộc sẽ được mời trình bày giải pháp tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tiểu vùng sông Mekong năm 2018 tại Hà Nội và tham gia giải thưởng lương thực cho tương lai khu vực châu Á tại Singapore. Tức anh, tôi cảm nhận được là chỉ vài năm nay thôi, nền nông nghiệp của nước ta có nhiều thay đổi rất là nhiều. Bà con mình từ lúc mà quen với những cái hình ảnh là con trâu đi trước, cái cày theo sau thì hiện nay đã hoàn toàn thay bằng máy móc. Và cái sự cực nhọc cũng đã giảm đi rất là nhiều. Các nơi thì có những cái vườn rau xanh, cây trái sản xuất theo công nghệ cao và hiện đại. Và tôi nghĩ là chắc bà con mình cũng đâu có ngờ rằng trồng rau mà không cần đất cũng có thể làm được, đúng không ạ? Vậy mà tất cả đều hiện hữu trong nông nghiệp hiện nay. Đây là những trụ rau khí canh. Rau trồng bằng không khí, bằng nước vẫn rất là tươi tốt. Một nhà vườn ở Hà Nội đã làm trên khoảng sân thượng dọn dẹn có 12m2 trên tầng 5. Mời bà con xem một vài hình ảnh về cách trồng rau khí canh trên cột trụ, vườn cây một nghiêng trên lưng chừng trời như thế nào nhé. Trồng rau theo phương pháp này có nhiều ưu điểm, mặc dù chi phí ban đầu khá cao, như mỗi trụ rau hết khoảng 1.500.000 đồng tiền vật liệu, chưa tính máy bơm, bút đo dinh dưỡng, chất dinh dưỡng. Nhưng đổi lại, trồng bằng phương pháp này rất nhàn, không phải tưới rau hàng ngày, rau ít sâu bệnh, năng suất cao. Cách trồng khá đơn giản, hạt giống rau mua về ươm vào muốc xốp. Muốc xốp đưa vào giá thể đặt lên trụ, khi trồng sẽ không bị mủng ra, rơi vào trong trụ. Khi hạt nảy mầm phát triển thành cây con đủ lá thì đặt vào giá thể rồi cho vào tháp là hoàn thành công đoạn trồng. Công đoạn chăm sóc thì hệ thống vườn khí canh đã có máy bơm tự động. Hàng ngày sẽ bơm chất dinh dưỡng lên trụ trong vòng khoảng 15 phút liên tục, rồi lại nghỉ 15 phút. Hai ngày thì phải tiếp chất dinh dưỡng một lần. Rau ăn lá thường được thu hoạch sau 20 ngày trồng với sản lượng trung bình đạt khoảng 50kg rau một tháng. Dù chỉ có 9 trụ rau khí canh, tranh thủ buổi sáng sớm trước khi đi làm, gia đình chị Vũ Ánh Tuyết ở Tây Hồ, Hà Nội lên sân thượng nhà mình cắt một rổ rau cải phục vụ bữa cơm gia đình. Các trụ rau này được trồng đủ loại rau khác nhau, từ rau ăn lá đến lấy củ như rau xà lách, rau cải sông Nhật Bản, cải thảo, su hào. Thưa bà con, kiểu trồng rau này dành cho những gia đình ít đất, nhưng với bà con nào đất rộng thì cũng có thể trồng được rau thủy canh và khí canh. Cách trồng này cho ra những loại rau sạch đảm bảo sức khỏe, dễ được người tiêu dùng đón nhận. Đây là cách sản xuất rau sạch trong thời hội nhập đó thưa bà con. Đến đây thì chúng tôi cũng xin chào tạm biệt bà con. Hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.